Đây cũng là một trong những cái bài thi sa hình rất là khó, đích xác là bài đầu tiên này. Bài thứ hai là ghép dọc và nơi đỗ này, rất là hay. Chúng ta sẽ quan sát video này mới thấy là nếu mà thi sa hình như thế này thì rất là tuyệt vời, tay lái phải rất là lụa mới thi được. Ok, bài số 2 ghép dọc và nơi đỗ. Quan trọng ghép dọc thì rất là dễ thôi, nhưng mà lúc ra là rất là khó, bởi vì ở trong cái cự ly rất là hẹp. Đấy, và chúng ta sẽ ghép hình số 8 như đi thi xe máy vậy. Rất là khó bài này. Nếu mà ai biết đi rất là hay. Rất là nâng cao được trình độ. Đấy, ok. Đi ra. Giống y hệt như thi xe máy. Chúng ta đi ra, chúng ta sẽ đi qua vào cái vệt vàng này để nhận chip này. Đấy, ok. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ qua một cái bài lùi trong cái đường hẹp mà lùi cua này rất là khó. Đấy, thí sinh này thi rất là đẳng cấp đấy. Ok, và không được đè lên vạch, không được chạm vào cột, cột là trước quyền thi đấu luôn. Đấy, đề ba người ta lùi lên dốc nhé, chứ không phải là chúng ta tiến đâu. Ok, bài thi rất là khó. Và đến bài cuối cùng này, ở Việt Nam thì đề ba lên dốc là bài số 3, nên gần bài cuối cùng và ghép ngang vào nơi đỗ này. Ở đây thì các bạn nhìn sang bên cái ô bên trái này thì rất là khó. Và chúng ta học thêm cái bài quay đầu trong đường hẹp này. Đấy, nhìn thí sinh này rất là khủng khiếp, phải có trình độ mới lái được những cái khúc như thế này. Đây là cũng là một trong những bài sa hình rất là cao cấp, mà nếu như chúng ta mà được thi như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ lái rất là tốt. Các bạn xem xong video này thì hay thì